Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC 14. Thưa quý vị, theo kế hoạch, tàu Metro số 1 sẽ về tới Việt Nam trong tháng 4 năm 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tàu chưa thể đưa về Việt Nam đúng như kế hoạch. Do đó, tiến độ của toàn dự án Metro số 1 cũng có khả năng bị ảnh hưởng. Cụ thể, những ngày đầu tháng 4, đội ngũ chuyên gia kỹ sư của nhà thầu Hitachi Nhật Bản đã thực hiện các công đoạn kiểm tra kỹ thuật đoàn tàu Metro số 1 tại Nhật Bản. Công đoạn này phải được kiểm tra kỹ và chạy thử lần cuối trước khi vận chuyển đoàn tàu về Việt Nam. Các công tác chuẩn bị dù đã hoàn tất, nhưng do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, theo quy định của chính phủ Nhật Bản, nơi sản xuất đoàn tàu và quy định của chính phủ Việt Nam, các chuyên gia Nhật Bản tạm thời chưa được phép nhập cảnh vào Việt Nam. Tại Việt Nam, nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, chủ đầu tư cùng nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cần thiết. Tại các depot đã được thực hiện việc lắp mái, dựng tôn, vách các tòa nhà xưởng chính, nhà tiện bánh xe. Cục Hàng không Việt Nam vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải tăng khai thác các đường bay nội địa trong thời gian từ ngày 23 đến 30 tháng 4. Việc này nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân cũng như giảm thiểu các thiệt hại cho doanh nghiệp. Đường bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh tăng lên 20 chuyến một ngày, trong đó đường bay Vietnam Airlines và Vietjet Air mỗi hãng được thực hiện 6 chuyến một ngày, Bamboo Airways và Jetstar Pacific Airlines mỗi hãng thực hiện 4 chuyến một ngày. Với đường bay Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Vietnam Airlines, Vietjet Air mỗi hãng được thực hiện 3 chuyến một ngày, Bamboo Airways và Jetstar Pacific được thực hiện 2 chuyến một ngày. Đối với đường bay từ Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh đến các địa phương khác, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng được phép khai thác một chuyến một đường bay mỗi ngày. Riêng đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo là 4 chuyến một ngày. Cạnh đó, ngành hàng không cũng kiến nghị tiếp tục yêu cầu các hãng thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch như yêu cầu hành khách đeo khẩu trang. Bộ Công an vừa báo cáo Chính phủ đề nghị xây dựng luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và đề xuất trình Quốc hội đưa dự án luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2021. Dự thảo luật bổ sung nhiều quy định mới, trong đó có vấn đề đấu giá biển số xe từng được dư luận có rất quan tâm. Bộ này đề xuất 3 hình thức cấp biển số xe cơ giới. Thứ nhất là cấp biển số xe trên hệ thống đăng ký quản lý xe. Thứ hai là cấp biển số ô tô thông qua đấu giá. Đối với hình thức này, hội đồng đấu giá sẽ được thành lập, đồng thời thiết lập vận hành trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để đấu giá trực tuyến biển số xe. Người chúng đấu giá có quyền sở hữu biển số xe đó, không phải nộp lệ phí đăng ký cấp biển số ô tô. Và thứ ba là cấp biển số theo sở thích có thu phí. Cục Cảnh sát Giao thông cũng xác nhận hệ thống dữ liệu sẽ phân loại biển số dạng tư quý hoặc số đẹp để đấu giá công khai. Còn với biển số theo sở thích, ngày tháng năm sinh, hợp phong thủy, nếu chủ phương tiện có nhu cầu thì phải đóng một khoản tiền theo quy định. Trong bối cảnh phải dừng hoạt động theo chỉ đạo của Chính phủ vì dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp vận tải đề nghị được miễn phí bảo trì trong thời gian xe không chạy. Đây cũng là giải pháp giúp doanh nghiệp bớt khó khăn. Vận tải hành khách hàng hóa giảm đến 90%, những chặng tuyến còn hoạt động cũng không hiệu quả. Thực tế trên khiến hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh vận tải ô tô và bến xe đều lao đao vì dịch COVID-19. Miễn phí bảo trì đường bộ là một trong những đề xuất được các doanh nghiệp tha thiết gửi đến các cơ quan chức năng. Ở góc độ cơ quan đăng kiểm, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết không thể tự quyết việc giảm trừ thu phí đường bộ đối với trường hợp xe kinh doanh vận tải bị cơ quan chức năng thu hồi phù hiệu vận tải để phục vụ mục đích phòng chống dịch COVID-19. Chỉ khi Bộ Tài chính có văn bản quy định, hướng dẫn đối với việc không thu phí đường bộ đối với trường hợp dừng dưới 30 ngày do dịch, cơ quan đăng kiểm mới không thu. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép lùi thời gian áp dụng việc theo dõi thời gian học lý thuyết, môn học pháp luật giao thông đường bộ đến ngày 1 tháng 8. Tổng cục cho rằng đã hướng dẫn các sở giao thông vận tải chỉ đạo cơ sở đào tạo lái ô tô lắp thiết bị để nhận dạng, theo dõi thời gian học lý thuyết môn học pháp luật giao thông đường bộ của học viên lái ô tô, trừ hạng B1 và đưa vào áp dụng từ ngày 1 tháng 5 tới trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các đơn vị cung cấp chưa thể lắp đủ thiết bị tại các cơ sở đào tạo đúng thời gian trên. Nhiều sở giao thông vận tải cũng kiến nghị lùi thời gian áp dụng.
Còn trước đó, Tổng cục này đã yêu cầu các đơn vị, ban ngành phải lắp đặt các thiết bị nêu trên trước ngày 20 tháng 4 để kiểm tra, thử nghiệm và chấp thuận hoạt động chính thức trước ngày 1 tháng 5. Tiếp tục chương trình là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ việc đi lại của người dân, trong dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 sẽ tạm ngưng tất cả công trình đào đường, lắp đặt công trình hạ tầng kỹ thuật trong 2 ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các chủ đầu tư công trình đôn đốc các đơn vị thi công khẩn trương tái lập toàn bộ mặt đường đã đào trước ngày 29 tháng 4. Đối với các công trình có rào chắn chiếm dụng mặt đường, phải nhanh chóng thu gọn rào chắn. Đơn vị thi công phải làm vệ sinh sạch sẽ khu vực quanh công trường. Được biết, hiện nay trên địa bàn thành phố có 82 vị trí rào chắn xây dựng ở các công trình giao thông, điện, cấp nước, thoát nước trên 36 tuyến đường. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt chủ trương cho phép Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng cầu Lê Thanh vượt sông Đáy qua huyện Mỹ Đức, Đức Ứng Hòa và đường giao thông hai đầu cầu do Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức đề xuất bằng nguồn vốn ngân sách thành phố. Dự án xây dựng cầu Lê Thanh bao gồm cả đường và cầu với tổng chiều dài 2.841 m, điểm đầu giao với tỉnh lộ 419, điểm cuối giao với tuyến đường đê sông Đáy, riêng phần cầu dài 241 m, rộng 21 m. Mới đây, đội thanh tra giao thông đường bộ cao tốc số 2 vừa lập biên bản xử lý và xử phạt 17 triệu đồng đối với lái xe chở công nhân Samsung liều lĩnh chạy ngược chiều quay đầu trên cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn. Trước đó vào khoảng 7 giờ ngày 16 tháng 4, lái xe điều khiển xe ô tô loại 47 chỗ mang biển kiểm soát 29LD chở công nhân viên công ty Samsung đi làm. Lái xe điều khiển xe vào cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn tại km 95 đến km 108. Tuy nhiên do không chú ý quan sát, lái xe đã đi quá nút giao khoảng 20 m. Quan sát thấy đường vắng, lái xe đã tiến hành quay đầu trên cao tốc để đi vào thành phố Bắc Giang. Hành vi của lái xe đi ngược chiều đã gây bức xúc cho những lái xe khác và người tham gia giao thông trên đường. Theo quy định tại nghị định 100 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt, người điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 16 đến 18 triệu đồng và sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 5 đến 7 tháng. Mới đây, trên một diễn đàn lớn về giao thông, một người dùng chia sẻ đoạn clip gây chú ý. Theo đó, một tài xế xe ôm công nghệ khi đang tham gia giao thông bất ngờ buông tay lái và đứng lên, trong khi đó chiếc xe vẫn còn đang di chuyển. Đáng chú ý hơn, cách tham gia giao thông cực kỳ nguy hiểm này của nam tài xế xe ôm công nghệ lại được thực hiện trên cầu vượt, nơi đang có rất nhiều phương tiện qua lại với tốc độ cao, đặc biệt là ở khúc cua xuống cầu. Tài xế này cũng không hề có ý định lái xe bình thường. Người này đi không tay trong khoảng thời gian gần 1 phút cho đến khi xuống hẳn khỏi cầu vượt. Sự việc xảy ra tại cầu Trà Vào, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Người ghi lại clip rất mong lực lượng chức năng sớm vào cuộc và có chế tài xử phạt thích đáng tài xế xe ôm công nghệ lái xe này. Sự việc xảy ra ở Hà Nội, theo camera ghi lại, nữ sinh chở theo một nữ sinh khác ngồi phía sau không đội mũ bảo hiểm, buông cả hai tay, dùng hai chân điều khiển xe máy rồi quay clip đăng tải trên mạng xã hội. Video gây bức xúc cho nhiều người xem. Ăn cắp thiết bị chiếu sáng, bẻ gãy hàng rào tôn lượn sóng, ngang nhiên mở cơ sở vá lốp, mở xưởng sửa chữa trên đường, vô tư đi lại trên đường cao tốc, phá rào, lên đường bắt xe. Xe khách đua tốc độ, dừng đỗ, đón trả khách trên đường. Hệ lụy tất yếu là liên tiếp những vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc. Cả nước hiện có hơn 600 km đường cao tốc. Mục tiêu đến năm 2020, mạng lưới đường cao tốc sẽ mở rộng 2.500 km. Việc xây dựng, hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng đường cao tốc đã làm thay đổi đáng kể bộ mặt giao thông, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc là yêu cầu cấp thiết, cần sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, hoàn thiện hạ tầng trên các tuyến cao tốc, kiểm tra, xử lý triệt để vi phạm. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc cần sự tự giác của mỗi người dân, nâng cao kỹ năng tham gia giao thông và chấp hành quy định pháp luật khi lưu thông trên đường cao tốc. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc là đảm bảo sự phát triển bền vững của toàn xã hội. Thank you.
đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, bảo vệ chính mình. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã đề xuất nới lỏng việc cách ly xã hội tại một số địa phương. Riêng Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện việc cách ly đến hết ngày 30 tháng 4. Nhiều người dân thủ đô đã bày tỏ sự đồng tình với đề xuất này, đồng thời cho biết sẽ hạn chế ra khỏi nhà để tránh nguy cơ dịch bệnh. Trong khi đó, để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, Hiệp hội Vận tải Hà Nội cũng bày tỏ mong muốn chính quyền thủ đô sẽ cho phép xe kinh doanh vận tải được phép hoạt động theo mức hạn chế, đặc biệt là vận tải công cộng để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực nội thành khi mà việc khống chế dịch bệnh đang được tiến hành khá hiệu quả. Theo các chuyên gia y tế, việc giãn cách xã hội có vai trò không nhỏ trong công tác phòng dịch. Do đó, việc Hà Nội tiếp tục thực hiện cách ly thêm một tuần được xem là giải pháp hiệu quả để tránh dịch lây lan ra cộng đồng. Thì cái việc giãn cách xã hội sau một số lượng ngày nhất định, thì những cái trường hợp mà chót đã nhiễm rồi, nó có thể tiếp tục, nó vẫn còn biểu hiện trong những ngày sau đấy. Ở Việt Nam, thực tế là cũng không phải quá nhiều những cái trường hợp mà nhiễm không triệu chứng hoặc là nhiễm mà chúng ta không biết nguồn lây nó nhiều ở cộng đồng. Và cái việc giãn cách xã hội này giúp chúng ta xóa đi toàn bộ những cái trường hợp đấy. Nếu mọi người không tuân thủ thì cũng không thể đảm bảo được rằng trong vài ngày tới chúng ta còn ca bệnh hay không. Liên tiếp nhiều ngày nay, Hà Nội không phát hiện thêm ca bệnh mới về COVID-19, do đó lượng phương tiện tham gia giao thông trong khu vực nội thành ngày càng tăng. Tuy nhiên, những trường hợp ra đường chủ yếu là đi làm. Còn trên thực tế, phần lớn người dân vẫn đồng tình ủng hộ phương án tiếp tục cách ly đến ngày 30 tháng 4. Tôi hoàn toàn ủng hộ với cả chính phủ, tức là về hạn chế người đi ra đường không cần thiết. Và tôi nghĩ rằng làm nghiêm như thế này là càng sớm càng tốt. Gia đình mình thì mình hoàn toàn quán triệt, ví dụ như các con là sinh viên đang đi học hoặc là các học sinh đang đi học thì các cháu nó đang học online ở nhà. Và nói thật là những việc không cần thiết thì các cháu nó không được ra đường. Ví dụ đi mua thực phẩm hay là những cái gì đấy thì đã có bà hoặc là mẹ đi mua rồi. Nói chung là nếu mà mình mà không chấp hành thì là khổ mình trước. Lại dây dưa đến mọi người khác, làm ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng, như thế là chúng ta không là phải nghiêm chỉnh chấp hành. Gần một tháng thực hiện việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách khiến các doanh nghiệp trong lĩnh vực này bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Để tháo gỡ phần nào khó khăn, Hiệp hội Vận tải Hà Nội cho biết đã có văn bản đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép một số phương tiện vận tải được hoạt động, đặc biệt là vận tải hành khách công cộng, trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch mà Bộ Y tế đã khuyến cáo. Đề nghị là Hà Nội là cho các cái loại hình taxi mà có cái phù hiệu taxi Hà Nội là hoạt động là trở lại bình thường. Thế và cũng hoạt động trên địa bàn Hà Nội, chưa đi vào liên tỉnh, xe phải tẩy trang chống dịch, rồi thì là người lái xe, khách lên xe thì cũng phải là không được quá đông người mà chỉ chở 2 người là cùng tối đa. Như thế thì chúng tôi cho rằng là như thế cũng là một giải pháp mềm mại để mà tiếp nối cho cái hoạt động vận tải hiện nay. Riêng đối với xe vận tải hàng hóa thì chúng tôi cho rằng nên cho hoạt động bình thường, bởi vì nó phục vụ giao lưu hàng hóa, phục vụ đời sống của người dân. Thí dụ như hàng tươi sống chẳng hạn, rồi thì di chuyển nhà cửa chẳng hạn, di chuyển chỗ này chỗ kia chẳng hạn. Ngành vận tải cũng đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội giao nhiệm vụ cho các bến xe nghiên cứu đề xuất số lượng phương tiện, tần suất và đăng ký theo khung giờ nhất định, đảm bảo việc vận chuyển hành khách đi lại giữa các địa phương sau khi khống chế dịch bệnh, nhưng vẫn thực hiện nghiêm túc các biện pháp an toàn phòng dịch như khai báo y tế, đo thân nhiệt, giãn cách chỗ ngồi, khử khuẩn phương tiện. Đồng thời có phương án tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoạt động trở lại bình thường sau khi dịch COVID-19 được khống chế hoàn toàn. Bản tin giao thông an toàn ngày 22 tháng 4 của kênh VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.